Phận chúng sanh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Nơi để cho vị đạo tràng mười phương Phật báo hào quang sáng ngời, trương bao tòa tôn pháp hiền thân tăng thường trụ tam bảo. Chí tăng đảnh lễ Đại bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Nam mô
trong ao đầy dãy nước đồ
Tát công đức đấy ao thuần dùng các vàng trái làm đấng vàng bạc lưu ly pha lê thành những thềm đường ở bốn bên ao trên thềm đường có lầu gác cũng đều hiến sức bằng vàng bạc lưu ly pha lê xa từ Xích Châu mà não trong ao có hoa sen lớn như bánh xe hoa sắc xanh tài ánh sáng xanh sáng vàng tài ánh sáng vàng sáng đỏ tài ánh sáng đỏ sắc trắng tài ánh sáng trắng màu nhiệm xa lời phân coi nướng cần là thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy xa lời phân lại trong coi nướng của đức phật đó thường trói gian trời đấng bằng vàng rồng ngày đêm sao thời rưới hoa trời mạn đà la chúng sanh trong cõi đó thường vào lúc sáng sớm đều lấy đầy hoa đựng những hoa tôn đem cúng dường mười muôn ân đấng phật ở phương khác đến giờ ăn liền trở về bốn quân ăn cơm xong đi kinh hành xa lời phong cõi nương cần làm thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy lại nữa xa lời phân coi đó thường có những giống chim màu sáng xinh đẹp là thường nào chim bành hàng Khổng Tước Anh và xa lời ca lăng tận và công màng những giống chim đó ngày đêm sau thời kêu tiếng hòa nhã tiếng chim đó diện nói những pháp như ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần ba thanh đạo phần vân vân chúng sanh trong cõi đó nghe tiếng chim xong thải đều niệm phật niệm pháp niệm tăng xa lời phật ông chớ cho rằng những giống chim đó thiên là do tội báo sanh ra vì sao vì cõi của đức phật đó không có ba đường giữ xa lời phân coi của đức phật đó tên đường giữ còn không có huống gì lại có sự thần những giống chim đó là do đức phật a di đà muốn làm cho tiếng pháp được tuyên lưu mà biến hóa làm ra đây thôi xa lời phân trong còi nước của đức phật đó gió nhẹ thôi động các hàng cây bao và đông mạnh lưới bao làm vang ra tiếng vi diệu thế như trăm nghìn tư nhà đồng một lúc hòa chung người nào nghe tiếng đó tự nhiên đều sanh lòng niệm phật niệm pháp niệm tăng xa lời phật cõi nước của đấng phật đó thành tựu công đấng trang nghiêm dường ấy xa lời phật nơi ý ông nghĩ sao đức phật đó vì sao hiểu là a di đà xa lời phật đấng phật đó hào quang sáng chói vô lượng soi suốt cõi nước trong mười phương có
không bị chướng ngại, vì thế nên hiểu là A Di Đà. Xa lời Phật đứng Phật đó và nhân dân của Ngài sống lâu vô lượng vô biên, A Tăng Kỳ Kim nên hiểu là A Di Đà. Xa lời Phật đứng Phật thành Phật nhận lại đến nay đã được mười kiếm. Ta lời vâng lại đứng Phật đó có vô lượng vô biên, thành văn đệ tử đều là bậc A La Hán. Chẳng phải tin đêm mà có thể biến được, hàng Bồ Tát chúng cũng đông như thế. Xa lời Phật cõi nước của Đức Phật đó thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy. Xa lời Phật lại trong cõi cần là những chúng sanh vãng sanh vào đó đều là bực bất thôi. Chuyện trong đó có rất nhiều vì bực những sanh bộ xứ số đó rất đông. Chẳng phải tin đêm mà biết được, chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên A Tăng Kỳ để nói thôi. Xa lời Phật chúng sanh nào nghe những điều trên đây, nên phải phá nguyện cầu sanh về nước đó. Vì sao? Vì đằng cùng với các bậc thường thiện nhân như thế, câu hỏi một chỗ xa lời vẫn chẳng có thể dùng chút ít tiền căn phương đứng nhân duyên mà được sanh về cõi đó. Xa lời Phật nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe nói Đức Phật A Di Đà rồi chăm trì danh hiệu của Đức Phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, một lòng không tạm loạn. Thời người đó đến lúc lâm chung, Đức Phật A Di Đà cùng hàng thánh chúng hiền thân ở trước người đó. Người đó lúc trên tâm thần không điên đảo liền đặng vãng sanh về cõi nước cực là của Đức Phật A Di Đà. Xa lời Phật ta thấy có sự lời in ấy nên nói những lời như thế. Nếu có chúng sanh nào nghe những lời trên đó nên phải phát nguyện sanh về cõi nước cực lạc. Xa lời Phật như ta hôm nay người khen công đức lời ân chẳng thể nghĩ bàn của Đức Phật A Di Đà. Phương Đông cùng có Đức A Xung Bề Phật Tu Di Tướng Phật Đại Tu Di Phật Tu Di Quang Phật Diệu Âm Phật Hằng Hà Sa Số những Đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra tương lời rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bằng khả tư nghị công đức. Nhưng thế chư Phật sa hộ niệm này, xa lời Phật thế giới phương Nam có đứng nhật nguyệt đăng
Phật danh văn quang văn đại diệm kiên Phật tu di đăng Phật vô lượng tinh tấn Phật hằng hà xa số những đấng Phật như thế đều tai nương mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài trầm khâm cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các người phải nên tin kinh dừng tán băng cả tư nghề công đức những thiết chư phần sở niềm này xa lời Phật thế giới phương Tây có đức vô lượng thọ phần vô lượng tướng Phật vô lượng tràng Phật đại quang Phật đại minh Phật bưu tướng Phật tịnh quang Phật hằng hà sa số những đấng Phật như thế đều ở tại nương mình hiện ra tương lời rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thần rằng chúng sanh các người phải nên tin kinh xưng tán bất cả tư nghị công đức những thiết chư Phật sở hộ niệm này xa lời Phật thế giới vương băng có đứng diện kiên Phật tôi thắng âm Phật nan trở Phật nhật sanh Phật vốn minh Phật hằng hà xa số những đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra cơn lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các người phải nên tin kinh dừng tan bất khả tư nghị công đức những thiết chư Phật xa hộ niệm này xa lời Phật thế giới phương dưới có đức sư tử Phật danh văn Phật danh quang Phật đản ma Phật phạm trang Phật trì pháp Phật hằng hà xa cho những đức Phật như thế đều ở tại nương mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các người phải nên kiên kinh xưng tán bất cả tư nghị công đức những thiết chư Phật sa hộ niệm này xa lời Phật thế giới phương trên có đấng phạm âm Phật tu vương Phật hương thường Phật hương quang Phật đại diệm kiên Phật tạm sanh bửu hoa nghiêm thân Phật ta la thọ vương Phật bảo hoa đứng Phật kiên nhưng thiên nghĩa Phật như tu di sơn Phật hằng hà xa số những đứng Phật như thế đều ở tại nương mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành tấn rằng chúng sanh các người phải nên tin kinh xưng tán bất cả tư nghị công đức những thiết chư Phật sở hộ niệm này xa lời Phật nơi ý của ông nghĩ thế nào vì sao tên là kinh những thiết chư Phật sở hộ niệm xa lời Phật vì nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe kinh này mà có trẻ đó và nghe danh hiệu của các đấng Phật thời những thiện nam tử cùng thiện nữ nhân ấy
được tất cả các đức phật hồ niệm đều được không thôi chuyển nơi đạo vô thường chánh đẳng chánh văn. Trả lời vâng cho nên các ông đều phải tin nhận lời của ta và của ca đức phật nói xa lời phật. Nếu có người đã phát nguyện hiện nay phát nguyện sẽ phát nguyện muốn sanh về cõi nước của đức phật A Di Đà. Thời những người ấy đều đặng không thôi chuyển nơi đạo vô thường chánh đẳng giang. Nơi cõi nước kia hoặc đã sanh về rồi, hoặc hiện nay sanh về, hoặc sẽ sanh về, xa lời phẩm cho nên các thiền nam tử thiền nữ nhân, nếu người nào có lòng tin thời phải nên phát nguyện sanh về cõi nước kia, xa lời phật như ta hôm nay người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của các đức và các đức phật đó cũng người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của ta mà nói lời này. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật hay làm được việc rất khó khăn hy hữu, có thể ở trong cõi ta bà đời an năm món trượt kiếm trượt phiền não trượt chúng sanh trượt mạng trượt rúng mà ngài chứng được ngôi vô thường chánh đẳng chánh giác. Ngài vì các chúng sanh nói kinh pháp mà tất cả thế gian có tin này, xa lời phần phải biết rằng ta ở trong đời an ngũ trường. Thần hành việc khó này đặng thành bậc vô thượng chánh giác, và vì tất cả thế gian nói kinh pháp khó tin này, đó là rất khó đức phật nói kinh này rồi. Ngài xa lời phong cùng các vị tỳ kheo tất cả trong đời trời người A Tu La vân vân nghe lời của đức phật dạy đều vui mừng tin nhận đánh lễ phật mà lui ra. Bồ khuyết tâm kinh tâm trí huệ thanh tinh rộng lớn sáng trong ngần chẳng bận mấy trần. Lào lào một tánh thiên chân bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm mà vẫn tâm ấy lần trang sang suốt cõi bờ kia một bước đến nơi an. Trải lòng tròn đủ xưa nay công thành qua chứng tỏ bài đích đang Bồ Tát danh quan tự tại khi tham thiền vô ngại đến trong thầm vào trí huệ mở thông mà soi thấy năm uẩn đều không có gì độ tất cả không chi khổ ách trong thức tâm hiện cảnh sắc ra. Sân không chung ở một nhà không chẳng khác sắc, sắc nào khác không ấy sắc tướng cùng đồng không tướng, không tướng y như tượng sắc kia. Thọ tượng hành thân phân chia cũng lại như
lại tống về chân không. Bồ sanh tướng nhân ông tạm đó, các pháp kia tướng nọ luôn chân. Chẳng sanh chẳng dứng thường chân, chẳng câu chẳng tịnh chẳng sợ chẳng thêm ma cơ ấy. Nên cõi trên không giới thể lào lào vô ngại thường chân, vốn không ngủ quẩn ấm thân. Sáu căn chẳng có sáu trần cũng không, thấy rỗng không mà không nhãn giới, biết hoàn toàn thân giới cũng không, mời tánh không sang suốt đại đồng. Vô minh chẳng có mưa hồng hên chi, vẫn không có thân gì già chết, huống chi là hên chết già sao, tư đế cũng chẳng có nào. Không chi là chi có nào đắng chi, do vô sở đắc ly tân cả, đều xả nhi không ấy vẫn lòng kia huệ linh thông. Bờ kia mau đến tâm không ngại gì, không quay ngại có chi cũng bố, từng xa lìa mộng tưởng đảo điên. Tâm không rộn ráo chư duyên, niết bàn quá chứng chân nguyên hoàn toàn. Phật y đàn bán nhà đạo bồ đề chứng quả chánh chân. Cho hay bán nhà là hơn pháp môn tôi thắng cõi chân, mau về thì thần chú linh chi đại lừng, thì thần chú đúng bừng quang minh. Ấy chú tôi thượng ngoài linh, ấy chú vô đẳng thân thịnh hoài thần, trừ tất cả nguyên nhân căn khổ, thức tình lòng giác ngộ vô sư. Thiên nhiên chân thiền bất hư, an làm thần chú chân như thuyết rằng, càng để ta bài hát.
Nhiều ngự trưởng phố thiên nhân sư Phật Thế Tôn, Nam Mô Đa Báo Như Lai, Nam Mô Bảo Thắng Như Lai, Nam Mô Diệu Sẵn Thân Như Lai, Nam Mô Quảng Bá Thân Như Lai, Nam Mô Ly Bố Quý Như Lai, Nam Mô Cam Lộ Vương Như Lai, Nam Mô A Di Đà Như Lai, Nam Mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo, Đệ tử hôm nay quỳ trước điện chí tâm đảnh lễ đấng từ tôn, đã bao phen sanh tử dâm dồn trôi lăn mãi trong vòng lùng đảo. Thế Tôn đã đinh ninh dạy bảo, đường vua nên mùi quen người mùi thơm bất tịnh, lưỡi dền theo lắm chuyện gây go, thân ham dùng găm vóc xe xua, ý mơ tưởng bao la vũ trụ, bởi lùng dục lòng tham không đủ lần trí huệ từ lâu, hôm nay mong giác ngộ hồi đầu, tâm sám hối phơi bày tỏ rõ. Nguyện tội ác từ nay dừng bỏ, chuyển sáu căn ra khỏi lầm mê, trước đài sen thành kính hướng về tình tam động quy tam bảo, phần giới cấm chuyên trì chú đạo, nhưng tận cùng công lễ vô minh, chỉ phàm phu tự lực thoát thành, cầu đại giác từ bi gia hộ, dù phải chịu muôn ngàn gian khổ. Con dâng lòng vì đạo hy sinh, nương từ quan tiền đến bửu thành, đàn tử giác giác tha viên mãn, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích phụng tụng công đức thù thân hạnh, vô biên thân phước giai hồi hướng, phổ quyền pháp giới chư chúng sanh, công văn vô lượng quang phần sáng, nguyện tiêu tam chương trừ phiền não, nguyện đăng trí huệ chân minh liễu, phô nguyện tội chướng tất tiêu trừ, thế thế thương hành Bồ Tát đạo, nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chúng, cơ phẩm liên hoa vi phù màu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, vâng thôi Bồ Tát vi bàn lỡ, nguyện di thử công đức, phổ cầm những thế
đặng giữ chúng sanh giai công thành Phật đạo. Tự quy Phật xin nguyện chúng sanh thể theo đạo cả phát lòng vô thường. Tự Sơn
đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tín Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Đại Bi Thank you.
sư lợi pháp vương tử dần đa bồ tát càng đa đề bồ tát thường tinh tăng bồ tát cùng với các vị đại bồ tát như thế và với vô lượng chư thiên như ông Thích Đề Hoàng Nhân vân vân đại chúng cùng đến dự hội bây giờ đứng văn báo ngài Trương Lão Xá Lợi Phất rằng từ đây qua phương Tây qua mười muôn ức cõi phần có thế giới tên là Cần Lạc trong thế giới đó có đứng phần hiệu là trong cõi đó không có bị những sự khổ chỉ hướng những điều vui nên nước đó tên là Cần Lạc Xá Lợi Phất. Lại trong cõi Cần Lạc có bảy tầng bao lớn bảy tầng mành lưới bảy tầng hàng cây đều bằng bốn chân bao bao bọc giáp vòng vì thế nên nước đó tên là Cần Lạc Xá Lợi Phất. Lại trong cõi Cần Lạc có ao bằng bảy chất bao trong ao đầy dãy nước đủ tám công đứng đáy ao thuần dùng các vàng trái làm đấng vàng bạc lưu ly pha lê thành những thềm đường ở bốn bên ao trên thềm đường có lầu gác cũng đều yếm sức bằng vàng bạc lưu ly pha lê xa từ xích châu mà não trong ao có hoa sen lớn như bánh xe hoa sắc xanh tài ánh sáng xanh sáng vàng tài ánh sáng vàng sáng đỏ tài ánh sáng đỏ sắc trắng tài ánh sáng trắng màu nhiệm thơm tho trong sành Xá Lợi Phất cõi nước Cần là thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy Xá Lợi Phất lại trong cõi nương của Đức Phật đó thường trói nhang trời đấng bằng vàng rồng ngày đêm sao thời rưới hoa trời mạn đà la chúng sanh trong cõi đó thường vào lúc sáng sớm đều lấy đầy hoa đựng những hoa tôn đêm cúng dường mười muôn ân đứng vân ở phương khác đến giờ ăn liền trở về bốn quân ăn cơm xong đi kinh hành Xá Lợi Phất cõi nương Cần Lạc thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy lại nữa Xá Lợi Phất cõi đó thường có những giống chim màu sáng xinh đẹp lạ thường nào chim bành hàng Khổng Tước Anh và Xá Lợi Ca Lăng tận và công màng những giống chim đó ngày đêm sau thời kêu tiếng hòa nhã tiếng chim đó diện nói những pháp như ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần ba căn đạo phần vân vân chúng sanh trong cõi đó nghe tiếng chim xong thải đều niệm
Phật niệm pháp niệm tăng xá lời Phật ông chớ cho rằng những giống chim đó thiên là do tội báo sanh ra. Vì sao? Vì cõi của Đức Phật đó không có ba đường giữ xa lời Phật. Cõi của Đức Phật đó tên đường giữ còn không có. Huống gì lại có sự thần những giống chim đó là do Đức Phật A-di-đà muốn làm cho tiên pháp được tuyên lưu mà biến hóa làm ra đây thôi. Xa lời Phật trong cõi nước của Đức Phật đó gió nhẹ thôi động các hàng cây bao hòa đông mạnh lưới bao làm vang ra tiếng vi diệu. Thế như trăm nghìn tư nhạc đồng một lúc hòa chung, người nào nghe tiếng đó tự nhiên đều sanh lòng niệm Phật niệm Pháp niệm Tăng xá lời Phật. Cõi nước của Đức Phật đó thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy, xa lời Phật nơi ý ông nghĩ sao? Đức Phật đó vì sao hiểu là A-di-đà? Xa lời Phật Đức Phật đó hào quang sáng chói vô lượng soi suốt các cõi nước trong mười phương không bị chướng ai, vì thế nên hiểu là A-di-đà. Xa lời Phật Đức Phật đó và nhân dân của Ngài sống lâu vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếm nên hiểu là A-di-đà. Xa lời Phật Đức Phật A-di-đà. Thành Phật nhận lại đến nay đã được mười kiếm, xa lời Phật lại Đức Phật đó có vô lượng vô biên thành văn đệ tử đều là bậc A La Hán. Chẳng phải tính đêm mà có thể biết được hàng Bồ Tát chúng cũng đông như thế. Xa lời Phật cõi nước của Đức Phật đó thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy. Xa lời Phật lại trong cõi cần là những chúng sanh vãng sanh vào đó đều là bực bất thôi. Chuyện trong đó có rất nhiều vì bực những sanh bộ xứ số đó rất đông. Chẳng phải tính đêm mà biết được chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên A Tăng kỳ để nói thôi. Xa lời Phật chúng sanh nào nghe những điều trên đây nên phải phá nguyện cầu sanh về nước đó. Vì sao? Vì đằng cùng với các bậc thường thiện nhân như thế câu hỏi một chỗ, xa lời Phật chẳng có thể dùng chút ít tiền căn phương đơn nhân duyên mà được sanh về cõi đó. Xa lời Phật nếu có thiền nam tử thiền nữ nhân nào nghe nói Đức Phật A-di-đà rồi chấm trì danh hiệu của Đức Phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, một lòng không tạm loạn.
Người người đó đền lung lâm chung đừng Phật A Di Đà cùng hàng thanh chúng hiền thân ở trước người đó. Người đó lung trên tâm thần không điên đảo liền đặng vãng sanh. Về cõi nước cưng là của Đức Phật A Di Đà Xá Lợi Phất, ta thấy có sự lời in ấy nên nói những lời như thế. Nếu có chúng sanh nào nghe những lời trên đó nên phải phát nguyện sanh về cõi nước cưng lạng xa lời Phật như ta hôm nay. Người khen công đức lời anh chẳng thể nghĩ bàn của Đấng Văn A Di Đà Phương Đông cùng có Đấng A Xung Bề Phật Tu Di Tướng Phật Đại Tu Di Phật Tu Di Quang Phật Diệu Âm Phật Hằng Hà Sa Số những đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra tương lời rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kính xưng tán bằng khả tư nghị công đức. Nhưng thế chư Phật sa hộ niệm này xa lời không thể giới phương Nam có Đấng Nhật Nguyệt Đăng Phật Danh Văn Quang Văn Đại Diệm Kiên Phật Tu Di Đăng Phật Vô Lượng Tinh Tấn Phật Hằng Hà Sa Số những đấng Phật như thế đều tại nương mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán băng khả tư nghị công đức những thiết chư Phật sở hộ niệm này xa lời Phật thế giới phương Tây có đức vô lượng thọ Phật vô lượng tướng Phật vô lượng tràng Phật đại quang Phật đại minh Phật bưu tướng Phật tịnh quang Phật hằng hà sa số những đấng Phật như thế đều ở tại nương mình hiện ra tương lời rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức những thiết chư Phật sở hộ niệm này xa lời Phật thế giới vương băng có đấng Diêm Kiên Phật tôi thắng âm Phật nan trở Phật nhật sanh Phật vong minh Phật hằng hà sa số những đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức những thiết chư Phật sa hộ niệm này xa lời Phật thế giới phương dưới có đấng sư tử Phật Danh Văn Phật Danh Quang Phật Đảng Ma Phật Phạm Tràng Phật Trì Pháp Phật Hằng Hà Sa Số những đức Phật như thế đều ở tại nương mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm
trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên kính kinh chứng tăng bất cả cơ nghi công đức. Những khi chư Phật xa hộ niệm này xa lời phân thế giới phương trên có đấng phạm âm phần thu vương phần hương thường phật hương quan phần đại diệm kiên phần tạm sanh bửu hoa nghiêm thân phần ta la thọ vương phần bảo hoa đấng phần kiên nhân phần như tu di sơn phần hằng hà xa cho những đấng phần như thế đều ở tại nương mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành tấn rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán băng cả tư nghị công đức. Những thiên chư Phật xa hộ niệm này xa lời phân nơi ý của ông nghĩ thế nào? Vì sao tên là kinh những thiết chư Phật xa hộ niệm xa lời phân? Vì nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe kinh này mà có trẻ đó và nghe danh hiệu của các đấng Phật thời những thiện nam tử cùng thiện nữ nhân ấy đều được tất cả các đức Phật hộ niệm đều được không thôi chuyển nơi đạo vô thường chánh đẳng chánh giác. Trả lời vẫn cho nên các ông đều phải tin nhận lời của ta và của ca đấng Phật nói. Xa lời Phật nếu có người đã phát nguyện hiện nay phát nguyện sẽ phát nguyện muốn sanh về cõi nước của đức Phật A Di Đà. Thời những người ấy đều đặng không thôi chuyển nơi đạo vô thường chánh đẳng chánh giác. Nơi cõi nước kia hoàng đã sanh về rồi, hoặc hiện nay sanh về hoặc sẽ sanh về, xa lời Phật cho nên các thiền nam tử thiền nữ nhân. Nếu người nào có lòng tin thời phải nên phát nguyện sanh về cõi nước kia, xa lời Phật như ta hôm nay người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của các đấng và các đấng Phật đó cũng người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của ta mà nói lời này. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật hay làm được việc rất khó khăn hy hữu, có thể ở trong cõi ta bà đời an năm món trừa kiếm trừa kiếm trừa phiền não trừa chúng sanh trừa mang trừa khung mà ngài chứng được ngôi vô thường chánh đẳng chánh giác. Ngài vì các chúng sanh nói kinh pháp mà tất cả thế gian có tin này, xa lời Phật phải biết rằng ta ở trong đời án ngũ trường. Thần hành việc khó này đặng thành bậc vô thượng chánh giác, và vì tất cả thế gian nói kinh pháp khó tin này, đó là rất có đức Phật nói kinh này rồi. Ngài
Đời xa lời Phật cùng các vị tỳ kheo tất cả trong đời trời người A Tu La vân vân nghe lời của Đức Phật dạy đều vui mừng tin nhận thánh lễ Phật mà lui ra. Bồ Khuyết Tâm Kinh tâm trí huệ thanh tinh rộng lớn sáng trong ngần chẳng bận mấy trần. Lào lào một tánh thiên chân bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm mà vẫn tâm ấy lần trang sang suốt cõi bờ kia một bước đến nơi an. Trải lòng tròn đủ xưa nay công thành qua chứng có bài đích đang Bồ Tát chân quan tự tại khi tham thiền vô ngại đến trong thầm vào trí huệ mở thông mà soi thấy năm uẩn đều không có gì độ tất cả không chi khổ ách trong thức tâm hiện cảnh sắc ra. Sân không chung ở một nhà không chẳng khác sắc sắc nào khác không ấy sắc tướng cùng đồng không tướng không tướng y như tượng sắc kia thọ tượng hành thân phân chia cũng lại như vậy tống về chân không bò sanh tướng nhân ông tạm đó các pháp kia tướng nọ luôn chân chẳng sanh chẳng dứng thường chân chẳng câu chẳng tịnh chẳng sờ chẳng thêm mà cơ ấy nên cõi trên không giới thể lào lào vô ngại thường chân sáu căn chẳng có sáu trần cũng không mà thấy rỗng không mà không nhận giới biết hoàn toàn thân giới cũng không mời tánh không sang suốt đại đồng vô minh chẳng có mưa hồng hán chi vẫn không có thân gì già chết huống chi là hên chết già sao à tư đế cũng chẳng có nào không chi là chi có nào đắng chi do vô sở đắc ly tân cả nhân pháp kia đều xả nhi không ấy vẫn lòng trí huệ linh thông bờ kia mau đến tâm không ngại gì không quay ngại có chi cũng bố từng xa lìa mộng tưởng đảo điên âm không rộn ráo chư duyên niết bàn quá chứng chân nguyên hoàn toàn tam thế Phật y đàn bán nhà Bồ đề chứng quả chánh chân cho hay mang nhã là hơn pháp môn tôi thắng cõi chân mau về thì thần chú linh chi đại lừng thì thần chú đúng bừng quang minh ấy chú tôi thượng ngoài linh ấy chú vô đẳng thanh thịnh hoài thần trừ tất cả nguyên nhân căn khổ thức tình lòng giác ngộ vô sư thiên nhiên chân thiện bất hư an làm thần chú chân
Thường